Thưa quý vị và các bạn, cây khoai sọ được nông dân xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn trồng từ lâu đời với ưu điểm là trắng, dẻo, thơm. Khoai sọ Nậm Mả được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Nhờ quảng bá trên các nền tảng số nên nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đã biết đến đặc sản này. Địa phương đang tập trung nâng cao chất lượng để gia tăng giá trị sản phẩm. Những ngày này, chị em thôn Nậm Mả tập trung tại hợp tác xã để gọt rửa khoai sọ. Sản phẩm sau khi gọt vỏ, thái miếng, hút chân không cấp đông được bán với giá 40.000 đồng 1 kg, tạo việc làm, tăng thu nhập cho chị em. Khi có hợp tác xã thì sản phẩm khoai sọ dễ tiêu thụ. Với lại nhiều khi là cũng không có khoai để bán cho mọi người đặt đấy. Hợp tác xã thì mình bán vẫn dễ, nhưng mà năm nay mình vẫn trồng được nhiều, mình bán vẫn dễ này, vẫn dễ bán này. Vẫn không năng suất mé này, vẫn bán được, giá đấy. Mùa thu hoạch khoai sọ kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 11 âm lịch. Thu hoạch đến đâu, bán hết đến đó để đảm bảo khoai không bị hỏng, sượng. Với đặc tính ưa ẩm nên khoai sọ thường được trồng trên các đồi núi cao. Tuy nhiên, nhờ thay đổi tập quán canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật, khoai đã được trồng trong vườn nhà với diện tích lớn hơn. Triển khai tới bà con nhân dân, nhất là chị em hội viên mà tham gia lao động sản xuất trồng cái củ khoai sọ trắng của địa phương. Khoai thì cũng có cho ra củ cũng khá là nhiều. Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp và Dịch vụ Nậm Mả được thành lập đã vận động thêm các hộ dân tham gia với gần 20 hectare khoai sọ trồng tập trung. Địa phương cũng thành lập 2 tổ liên kết trồng khoai tại thôn Nậm Mả và Nậm Trang với 60 thành viên, cân đối các nguồn vốn để thu hút các hộ dân tham gia. Lồng ghép các cái dự án để đầu tư vào để hỗ trợ cho bà con và như là hỗ trợ về kinh phí và hỗ trợ về cái kỹ thuật thì sẽ cho bà con là nâng cao cái kỹ thuật và để cũng là mở rộng thêm các cái diện tích trồng khoai sọ trên địa bàn xã. Hiện sản lượng khoai sọ Nậm Mả đạt khoảng 120 tấn trên năm, trong đó khoảng 95 tấn đủ điều kiện xuất bán ra thị trường. Với năng suất cao, chất lượng tốt, tiêu thụ thuận lợi là điều kiện để Nậm Mả phát triển bền vững, đưa khoai sọ trở thành sản phẩm hàng hóa cho giá trị kinh tế cao.